Hey, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bà Đồ Official. Đợt rồi mình có nhận một số cái ý kiến về là hỏi là mình là có nhận đào tạo nghề hay không, và một số cái ý kiến về làm sao để mà mở một cái tiệm photo và đầu tư với mắt như thế nào. Do đó hôm nay mình mới quyết định làm cái video này chia sẻ đến cho tất cả các bạn đang có những câu hỏi đó, và những bạn nào đang có xu hướng, đang có ý định mà mở tiệm photo trong tương lai, để các bạn có thêm một cái nhìn đúng hơn, hoặc là đầu tư đúng hơn để làm sao mở một cái tiệm photo cho nó hoàn chỉnh và đi đúng hướng. Thì trước tiên, cái thứ nhất là cái việc làm các bạn cần làm để trước khi mà chuẩn bị mở một cái tiệm photo. Thứ nhất là các bạn phải coi thử cái kinh phí của mình ở trong tay là bao nhiêu tiền, để sau này mình biết là mình cần những mua những cái vật dụng nào đầu tiên và những vật dụng nào tiếp sau trong quá trình làm và mình đầu tư thêm. Cái thứ hai nữa đó là các bạn phải biết về cái kỹ thuật photo. Thì nếu mà các bạn mở một tiệm photo mà các bạn mua máy về xong mà các bạn không biết kỹ thuật thì cũng giống như là các bạn không làm được gì hết. Do đó các bạn phải có một cái kiến thức nhất định về photo, thì có thể là các bạn học qua mạng, hoặc là các bạn có thể là đi học ở chỗ những cái tiệm người ta đang làm đó, để có thể là trong vòng 1 tháng 2 tháng để các bạn nắm những cái cơ bản như là photo chứng minh, photo sổ hộ khẩu, photo sách, và chúng ta nắm luôn được là cách tính giá thành như thế nào để khi mình mở một cái tiệm photo mình có cái hướng tính giá sao cho nó cạnh tranh nhất. Cái một cái nữa đó là các bạn nên đi học thêm một cái phần mềm thiết kế. Thì mình nghĩ là các bạn nên học phần mềm Corel. Thì mình nghĩ Corel thì học cũng rất là nhanh, trong vòng có thể 1 tháng thì các bạn có thể là thao tác được, có thể làm thiết kế được một số cái đơn giản như cả physics đơn giản, bì thư đơn giản, để sau khi trong quá trình làm thì các bạn có thể là lên mạng các bạn học, hoặc là các bạn trau dồi thêm để các bạn dùng nhuyễn về cái phần mềm Corel, thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho các bạn sau này, và các bạn muốn cái tiệm của mình phát triển thật là tốt và kiếm được lợi nhuận nhiều hơn. Cái tiếp theo đó là các bạn nên nghĩ về cái mặt bằng mà chúng ta chuẩn bị mở. Có thể là các bạn mở nhà, nếu các bạn có mặt bằng ở nhà thì các bạn quá tốt, các bạn không cần phải đầu tư tiền mặt bằng. Và tiền mặt bằng hiện tại bây giờ mình nghĩ nó cũng rất là cao. Nếu mà các bạn nào mà có ý định mà đi mướn mặt bằng mà những cái mặt bằng mà giá cao quá thì các bạn nên suy nghĩ thật là kỹ, tại vì mặt bằng là một trong những cái đầu tiên nó quyết định thành bại của cái tiệm của tất cả các bạn, và mặt bằng nó sẽ thay đổi theo chiều hướng thời gian. Năm thứ nhất mặt bằng giá khác và năm thứ hai mặt bằng giá khác. Nếu các bạn mà làm mà các bạn thuê mặt bằng mà cái mặt bằng đó nó giá thành nó cao quá thì các bạn giống như các bạn làm không nên đủ mặt bằng. Do đó các bạn cần suy nghĩ kỹ là mặt bằng mình chọn là ở nơi đâu, và chọn những cái mặt bằng nào cho nó phù hợp. Thứ nhất là mình chọn những nơi nào mà khách hàng có thể nhìn thấy được, những khách, những gần các cơ quan trường học, thì để cho khách hàng ở đây đi qua đi lại chúng ta sẽ dễ thấy. Cái đó là về cái vấn đề mặt bằng, thì mình nghĩ mình khuyên các bạn là phải là suy nghĩ thật là kỹ có nên là mua mặt bằng để mở tiệm không. Nếu mà bằng nhà thì quá ok, nếu với mặt bằng nhà thì các bạn làm gì cũng được. Nếu các bạn ít khách thì các bạn cũng không quan tâm tới là cái chuyện mặt bằng, là cái tiền bạc thuê mướn ra sao, và chúng ta chỉ cần là làm để kiếm lợi nhuận, để chi tiêu sinh hoạt cho gia đình thôi. Cái tiếp theo đó là cái sau khi các bạn có những cái kiến thức đó rồi thì các bạn nên định hướng mở tiệm ô tô, và các bạn đang muốn xây dựng tiệm ô tô của mình theo cái hướng nào. Các bạn có suy nghĩ là chỉ cần mở cái tiệm để photo những cái tài liệu chứng minh, photo những cái chứng minh, những cái tài liệu đơn giản, photo sổ hộ khẩu, thì đa số mình có cảm nhận là khi mà các bạn mở tiệm photo đều các bạn có chung một cái suy nghĩ là chỉ cần mở tiệm. Các bạn trong đầu các bạn đang có suy nghĩ là chỉ cần mở tiệm photo một số cái giấy tờ rồi chứng minh hộ khẩu thôi, nên các bạn cũng không có một cái suy nghĩ gì đó phát triển nữa. Do đó là khi các bạn mở ra thì các bạn cái thu nhập rất là thấp, tại các bạn biết là khi photo thì cái giá thành nó đã thấp rồi, lợi nhuận trên một cái tờ giấy photo nó không có bao nhiêu,
mà đầu tư máy móc thì rất là lớn, do đó các bạn sẽ dễ bị nản và các bạn sẽ dễ bị bỏ cuộc đó. Do đó là các bạn nên nên có định hướng. Thứ nhất là khi mà các bạn đã có cái bản năng, đã có cái kiến thức về thiết kế thì các bạn có thể định hướng cái tiệm của mình. Ngoài việc photo, các bạn có thể làm được tất cả các dịch vụ, như ví dụ như in giấy khen, ví dụ in các visit, ví dụ thiết kế tờ rơi và tất cả những cái gì mà nó thuộc về in mạng. Thì do đó là các bạn nên định hướng theo con đường phát triển là về in ấn thì nhiều hơn, tại vì in ấn nó sẽ đem lại một cái mức lợi nhuận khá lớn cho cái tiệm photo của mình. Nếu các bạn có được những cái mối mà email hoặc là những cái mối in tờ rơi cả visit thì mình nghĩ đó là một trong những cái nguồn thu nhập chính cho tiệm cho các bạn. Ngoài trừ cái photo thì nó không có đáng kể, nếu các bạn làm một số lượng nhiều thì có thể photo vẫn có. Tuy nhiên là các bạn biết là khi mà máy chạy nhiều thì nó sẽ tình trạng hư hỏng nhiều, và cái lợi nhuận của photo các bạn hiện tại bây giờ các bạn tính là trên một tờ giấy thì lợi nhuận nó không bao nhiêu hết. Do đó là các bạn nên khi mà các bạn muốn mở thì các bạn nên định hướng mở, tức là mình sẽ mở một cái tiệm photo ra, nhưng sau đó mình sẽ phát triển về cái lĩnh vực ngành nghề nắng. Thì đối với phát triển là ngành nghề nắng á, thì mình đã có một video mình chia sẻ rồi, tức là mình sẽ liên kết những cái nào mình làm không được, mình không có máy móc, ví dụ như những cái khách hàng mà ta đặt cái tờ rơi tới mấy ngàn tờ rơi thì mình không thể nào mình sử dụng cái máy in màu của mình để mình in được, do đó mình phải có cái sự liên kết với bên nhà in. Thì hiện tại bây giờ là đa số những cái nhà in bây giờ ra rất là nhiều, và người ta đang có cái nhu cầu là tìm những cái khách lẻ, và cái khách hàng của họ là những cái chủ tiệm photo như mình đây, để họ ghép những cái bản đó, chúng ta họ làm thêm những phần giấy thừa, tức là họ sẽ ghép vào in cho mình và cái giá thành cực kỳ hữu nghị. Do đó là mình nghĩ đây là một trong hướng phát triển tốt trong tương lai, nếu các bạn nào cần định hướng về cái tiệm photo của mình trong một cách nó hợp lý nhất. Sau khi các bạn có những cái kiến thức đó rồi, các bạn định hướng tốt cho cái hướng đi của mình rồi, thì đến việc đầu tư máy móc. Hiện tại bây giờ trên thị trường có rất là nhiều thương hiệu, và đa số hiện tại bây giờ mình đang sử dụng dòng Rico. Từ lúc mở tiệm đến giờ mình đang sử dụng dòng Rico, và một số tiệm thì họ lại sử dụng dòng Toshiba, tại vì họ dòng Toshiba mới đầu tư nó rẻ hơn. Thì Rico đầu tư nó cao hơn một chút. Tuy nhiên thì trong quá trình làm thì mình khi mà đầu tư máy thì các bạn nên suy nghĩ là những cái vùng đó hoặc là những anh chị gần đó họ có sử dụng chung cái dòng máy của mình hay không, hoặc là những cái xu hướng người ta đang sử dụng dòng máy nào. Tại vì đợt trước mình đã có nhận về những cái nhận xét là ví dụ như là nếu tại vì những cái bạn đó đang sử dụng những cái dòng máy Toshiba thì mình không có thể nào mình chia sẻ được về cái kiến thức dòng máy Toshiba, tại mình chưa có sử dụng qua, nên mình những khi mà những cái bạn đó gặp về sự cố về máy thì mình cũng giống như mình không giúp được. Còn nếu mà các bạn nào đang sử dụng những cái dòng Rico giống mình, ví dụ như 1005, 2005, như Savin 4005 hoặc là những cái dòng Rico MB đồ trở lên, thì nó cũng những cái lỗi hoặc là những cái cấu tạo của máy nó còn tương tự với nhau thế, thì ở đó có thể là mình có thể là chia sẻ những video, hoặc là các bạn có thể gọi nhắn tin qua bên Zalo để mình có thể mình hỗ trợ thêm nếu trong quá trình những cái mà mình biết được. Còn về đầu tư máy thì mình nghĩ các bạn nên đầu tư về máy những cái dòng Rico thì mình nghĩ nó hay hơn, tại vì những cái máy Rico chạy nó sẽ êm hơn, nó sẽ êm hơn những cái dòng Toshiba. Và khi mà đầu tư thì mình nghĩ khi mới đầu thì các bạn nên đầu tư một máy là đủ, tại vì khi các bạn nếu mà các bạn khách chưa nhiều thì các bạn nên đầu tư một máy thôi, thì các bạn sau đó khi mà trong quá trình sử dụng, ví dụ như 3 tháng, 6 tháng mà khách hàng số lượng bắt đầu cái đơn hàng của mình nó nhiều lên và một máy mình cảm thấy đó đầu tư không đủ thì mình sẽ đầu tư qua cái máy thứ hai. Tuy nhiên qua cái đầu tư qua máy thứ hai thì mình khuyên các bạn là nên sẽ đầu tư hai máy cùng một chủng loại. Ví dụ như lúc đầu các bạn đang đầu tư là cái máy 2005, như cái tỷ là Rico 2005, thì cái máy thứ hai mình khuyên các bạn lên là sử dụng những cái dòng Rico 2005 hoặc là những cái dòng nó tương tự với nhau. Tại vì để chi, ví dụ như trong quá trình mình chạy và máy có vấn đề trục trặc gì, thì mình có thể là chạy máy thứ hai, hoặc là cả hai máy bị hư, nhưng mà ví dụ như cái máy thứ nhất nó chỉ bị hư rùm, cái rùm nó yếu rồi nó không còn chụp đẹp bản nữa hoặc nó bị lợt gì đó, còn cái máy thứ hai có thể là nó hư những bộ phận khác thì mình có thể là mình đổi đồ
từ một cái máy này mình sẽ dọn qua một cái máy khác. Cái máy thứ nhất mình chọn máy thứ hai để mình sẽ có được máy để mình chạy dịch vụ cho người ta. Thứ nhất, cái ưu điểm của cái ý của mà chọn mua hai dòng máy cùng loại là cái ý của mình là muốn chia sẻ với các bạn là vậy. Khi mà mình gặp sự cố thì có thể sao chẽ những cái đồ máy qua lại nhau, tại vì nó cùng dòng thì nó sẽ dễ hơn đó. Sau đó là các bạn về máy móc thì các bạn nên đầu tư máy thứ nhất mới thì một máy, thứ hai nữa là nhiều hơn nữa thì hai máy và cùng dòng thì cho nó dễ. Rồi cái đó là về máy ô tô. Còn kế tiếp là đầu tư vào máy in màu. Thì đầu tư vào máy in màu, máy in màu hiện tại trên thị trường đa số mình thấy đa số luôn, cái tiệm ô tô hiện tại bây giờ là đang sử dụng cái dòng tất cả các thương hiệu Epson hết. Thì khi mà sử dụng Epson nó có một đặc điểm là cái đầu phun in nó rất là đẹp và nó rất là bền. Do đó là người mấy cái tiệm đa số mình có đi tham khảo một số tiệm thì họ đều sử dụng hết cái dòng Epson, và cũng có một số tiệm họ sử dụng dòng Canon, nhưng mà mình qua tìm hiểu thì họ vẫn chấp nhận là cái dòng Epson nó vẫn đẹp hơn. Do đó mình khuyên các bạn nên là chọn dòng Epson. Còn về đầu tư máy in màu thì đầu tư những cái loại nào, những kích cỡ nào, thì mình khuyên các bạn là nên đầu tư luôn là khẩu A3. Khẩu A3 tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn đã biết được là in màu thì trong đó có in A4 và in A3 hoặc là in giấy khen, thì các bạn sẽ thấy là có những cái tấm khen, có tờ giấy khen khổ rất là lớn, khổ 30 40 thì nó giống như là một cái tờ A3. Do đó các bạn nên chọn cái dòng máy A3 để đỡ đầu tư hơn hai lần. Ví dụ như lần đầu tiên các bạn sử dụng cái máy Epson T50 A4 thì trong quá trình có thể là 1 tháng 2 tháng các bạn chưa khách có khách hàng là in A3, nhưng sau này qua tháng thứ 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 ba khách có khách hàng từ in A3 thì các bạn lúc đó là các bạn phải đầu tư thêm một con A3 nữa, thì nó phải đầu tư thêm gấp đôi số tiền đó. Do đó là mình khuyên các bạn nên đầu tư con A3 luôn. Còn về mực mực máy in phun thì mình nghĩ các bạn nên sử dụng cái dòng mực Bitmain hoặc là Bitmain UV, tại vì dòng Bitmain là những cái loại dầu mà nó kháng nước. Mục đích của dòng kháng nước là nó sẽ cho mình in trên nhiều loại giấy, và cái loại giấy khó chất in đó là loại giấy Cuxe. Và trong cái tiệm dịch vụ chúng ta nó có dịch vụ là in composite. Nếu mà các bạn in số lượng một hộp thì các bạn có thể dùng máy Epson, cái máy của mình, in màu của mình, các bạn có thể in cho khách hàng. Thì cái dòng Epson á, khi mà in trên cái giấy Cuxe thì mình nó sẽ cho ra các bạn tương đối là khá đẹp, và cái mực đó là nó sẽ bám được trên cái giấy Cuxe. Còn nếu mà các bạn sử dụng mực nước thì cái giá thành nó rẻ, nhưng mà mới đầu thì các bạn có thể sử dụng, nhưng khi mà các bạn đụng tới những cái dịch vụ như in composite thì cái mực nước là in không được, và cái kẹt nước đó, cái mực nước đó là khi mà đụng nước thì nó sẽ bị lem. Và nếu ở các bạn in ảnh cho những cô giáo thì trong quá trình 6 tháng, hoặc là các bạn nếu mà những cái ảnh đó mà cô giáo mà phơi treo ở những nơi gần ánh sáng hoặc là có nhiệt độ cao thì nó sẽ dễ bay màng và nó sẽ cái tờ giấy nó trắng trạch luôn. Do đó là mình khuyên các bạn nên đầu tư con A3, dòng in phun thì đầu tư dòng loại Epson A3 và sử dụng mực Bitmain hoặc mực Bitmain thì để cho chúng ta có thể sử dụng cái đó in được nhiều dịch vụ khác nhau. Nếu các bạn nào có thể có kinh tế và khá hơn một chút thì các bạn có thể sử dụng cái dòng A3 Elite. Thì cái dòng hiện tại bây giờ mình cũng đang sử dụng dòng Ricoh SP830DN, thì tốc độ của nó là 40 tờ trên phút và in cho các bạn cũng khá là đẹp, và cái xử lý công việc của mình rất là nhanh. Thì hiện tại mình mua cái máy đó được hơn 1 năm rồi, nhưng mà khi mình mua về là mình không có sử dụng hai cái dòng máy kia nữa, thì do đó là mình chỉ tập trung dòng máy của 80DN thôi. Nó cho tốc độ in nhanh và nó xử lý công việc của mình rất là nhiều. Và các bạn nào nếu đang có xu hướng và đang sử dụng in tiệc cưới thì có thể là cái máy 80DN sẽ đáp ứng tốt hơn cho tất cả các bạn. Đó là về máy in màu. Cái tiếp theo đó là về máy vi tính. Đối với máy vi tính thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm rằng về những cái nơi mà bán máy vi tính có uy tín hơn, hoặc là những cái dòng khi mà mình đang sử dụng những cái loại mà ví dụ phần mềm thiết kế thì mình nghĩ các bạn nên có cái card đồ họa thì để cho khi mà mình sử dụng, như mình sử dụng thêm phần Photoshop thì nó sẽ không bị lắc cái màn hình và chúng ta làm cái việc nó nhanh hơn. Rồi cái tiếp theo nữa đó là về máy cắt giấy.
Khi các bạn mới ra thì mình nghĩ các bạn nên đầu tư một cái con A3 cái giấy đề bàn là đủ. Tại vì A3 cái giấy đề bàn khi các bạn tìm lên mạng các bạn search thì nó rất là nhiều cái nhà cung cấp thì các bạn có thể coi, các bạn tìm hiểu thì nó cũng rất là gọn, nó để cho được cái bàn chúng ta đơn giản và cái độ tốc độ cắt của nó. Nếu mà thông số của nhà sản xuất thì người ta cho thông số là cắt khoảng 500 tờ giấy Form 20. Tuy nhiên mình đã xài qua rồi thì mình thấy là nó cắt tốt nhất ở khoảng là 300 hoặc 350 tờ thôi, thì nó cắt được khoảng 3. Và mình thấy là với cái dòng máy đó thì các bạn mới ra thì các bạn mua thì thứ nhất là cho nó gọn, thứ hai là nó rất là nhẹ tiền. Còn nếu số 7 sau này các bạn đã có kinh phí và cái mức độ cắt của các bạn khá nhiều, ví dụ bạn in tài liệu cho trường học hoặc một số cái sách vở học mà cái tốc độ cắt hoặc là số lượng cắt nó nhiều thì các bạn có thể đầu tư về thêm một cái máy cắt giấy của A3 khoảng 13 triệu của Tiến Đạt. Thì sau này các bạn tìm hiểu thì các bạn nên lên mạng, các bạn gõ, các bạn search, hoặc các bạn có thể là nhắn tin qua Zalo của mình để mình có thể nhắn cái địa chỉ cho tất cả các bạn mua nha. Cái nữa, cái máy nữa mà các bạn nên đầu tư đó là cái máy ép. Ở đây ép là gì? Ép là ép mấy cà phê xe, ép chứng minh hoặc là ép hình, ép ảnh, ép A4. Thì mình nghĩ cái mức độ mà ép A3 thì hầu như là nếu mà các bạn mới thì các bạn cũng ít thôi, nhưng mà nếu các bạn có điều kiện thì các bạn luôn mua cái máy đầu tư F33 thì nó cũng chơi lời không bao nhiêu tiền hết. Nhưng mà sau này ví dụ có F33 thì mình sẽ đưa và mình ép luôn. Thì như nãy mình nói thì mình đã có máy in A3 thì mình nên chọn được cái máy là ép F33, tại vì khi mình in ra A3 nhiều lúc là tờ giấy khen người ta đằng còn đòi hỏi là F33, do đó là mình có thể là mình sẽ sử dụng cái máy F33 ép nó được hơn, không còn phải đầu tư thứ hai nữa. Đó là cái ép. Cái tiếp theo các bạn nên đầu tư nữa đó là cái máy đóng ghi. Máy đóng ghi hiện tại từ lúc mua mở tiệm đến giờ thì mình hay sử dụng cái dòng Trio 5000, thì mình thấy cái dòng này rất là tốt và nó đóng cái khi mà các bạn phô những cái tài liệu mà cần đóng ghi giữ mà trên tờ giấy A3 thì nó sẽ đáp ứng tốt cho các bạn, và kể cả những cái loại tài liệu dày thì nó đóng khá là tốt. Do đó là mình khi các bạn mua thì các bạn lên mạng các bạn search cái dòng máy Chio 5000 thì nó ra rất là nhiều những cái nhà cung cấp, các bạn có thể là tìm hiểu, các bạn tìm hiểu, các bạn thông tin về giá cả rồi các bạn coi thử những nhà nào cung cấp, những cái nhà cung cấp nào ở gần bạn, hoặc là các bạn có thể trực tiếp mua hoặc các bạn mua qua mạng. Thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng cái dòng Chio 5000 là đủ. Còn một cái nữa, nếu trong quá trình mà các bạn làm mà các bạn đang có xu hướng mà in menu được nhiều thì các bạn nên đầu tư thêm là cái máy đóng lò xo. Thì mình cái máy đóng lò xo thì hiện tại bây giờ mình cũng đang có sử dụng cái máy đóng lò xo nhựa. Tuy nhiên mình sẽ thấy nó không hiệu quả lắm, tại lúc đầu mình không có định hướng là mình chỉ nghĩ là nó sẽ về và đóng những cái tài liệu đơn giản nhưng mà nó vẫn đáp ứng được. Nhưng mà khi mà tài liệu nhựa thì nó rất dễ bị bung. Do đó là khi các bạn làm, các bạn nếu các bạn hiện tại bây giờ các bạn muốn đầu tư thì mình nghĩ các bạn nên đầu tư luôn là đóng lò xo kẽm hoặc là lò xo sắt. Thì những cái máy đó hiện tại bây giờ cái giá thành nó tương đối là cao, nó khoảng nằm ở 4 triệu 4 triệu chín gì đó. Tuy nhiên nó sẽ hữu ích rất là nhiều nếu các bạn đang làm những cái dịch vụ như là dịch vụ in menu. Menu có thể là một số người ta in xong ta ép và ta đóng những cái lò xo sắt đó thì nhìn nó rất là sang trọng và nó rất là chắc chắn. Do đó là các bạn có thể là tìm hiểu những cái máy đóng lò xo kẽm. Thì các bạn có thể lên mạng các bạn search, các bạn tìm hiểu nha. Rồi sau khi mà các bạn mua được những cái dòng máy đó, những cái vật dụng đó rồi thì có những cái vật dụng linh tinh như là cái bàn cắt giấy, cái bàn kéo, rồi cái bàn cắt giấy để cắt sổ hộ khẩu, chứng minh hoặc là kéo, thì các bạn có thể là cái đó thì các bạn dễ rồi, các bạn mua đâu cũng được, cái ra văn phòng các bạn mua thì nó cái giá thành nó vẫn tương đối là như nhau thôi. Rồi cái tiếp tiếp nữa là sau khi xong hết rồi thì các bạn nên là mở rộng những cái mối quan hệ để các bạn tìm kỹ khách hàng hơn, tìm hiểu để tìm về nhiều khách hàng hơn. Và các bạn nên hiện tại bây giờ là cái thời buổi bây giờ là cái công nghệ internet rất là phát triển, và đặc biệt là hầu như là bạn nào cũng có một cái Facebook hết, thì các bạn nên lập những cái fanpage về cái tiệm của mình để mình giới thiệu những cái dịch vụ của mình mà có thể làm được. Thì để có thể là trên lên những cái trang diễn đàn hoặc là những cái trang web trên cái fanpage hoặc là trên Zalo, thì mình nghĩ là khi đó thì khách hàng có thể là những khách hàng ở gần mình là sẽ tiếp cận được và chúng ta sẽ tìm được đến mình. Thì đó là một số cái thông tin mà cũng
chia sẻ cho tất cả các bạn những cái gì mình đã trải qua, mà cái gì mình cảm thấy nó sẽ tốt hơn nếu mà các bạn muốn mở một cái tiệm photo. Hy vọng video này sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy giúp mình like video để ủng hộ tinh thần cho video nhé. Còn nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Optical thì các bạn hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông. Khi nào mình đăng những video chia sẻ mới lên thì các bạn có thể là người đầu tiên nhận được cái thông báo và xem video của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả, ngày càng đắt khách và kiếm thật nhiều tiền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các bạn.